bao, giúp mình làm viên bao. Chính Giê-xu. Có chính Giê-xu. Tám xe ôm. Có tám xe ôm. Đứng lên được kìa. Chỗ hai người không không đủ. Ông ơi, ông làm ơn ông bỏ tờ báo xuống rồi ông dòm giùm tôi cái con này, con số 1 hay là số 7 vậy nào? Ông dòm giùm tôi coi. Cũng được rồi. Đó. 5 1 8 Rồi. Ba số sau cùng đó, 518. Rồi. Alo. Dạ có phải cậu Thanh thở hồn không à? Ủa, dạ là sao? Dạ chắc tôi lộn số rồi. Xin lỗi nha cậu. Dạ. Trời ơi ông ơi, đọc số không mà ông cũng lộn nữa, đọc lại giùm tôi coi. Lộn hả? Trong giấy thì chắc 578 à. Ôi xin lỗi. Bà, tại bà viết chữ gì mà xấu quách là bà đọc không được rồi, làm sao tôi đọc cho ra? Ủa, bà mà bà kêu con thợ hồ đó làm chi hả? Thì sửa nhà chứ làm chi? Dạ, tôi bác, đi ba con bóng về. Nè, sẵn có hai đứa nè. Hai đứa. Sẵn có hai đứa về nè. Má nói luôn. Gì má? Má tính sửa nhà đó. Tại vì hai đứa gần đám cưới rồi cũng phải sửa nhà cho có chỗ ở đàng hoàng chứ. Má ơi, má lo xa quá vậy. Tụi con tính mà dành dụm nhanh nhất cũng phải nửa năm nữa, đám cưới mới giờ này lo sửa nhà. Trời đất ơi, động thổ sửa nhà là phải tính cho kỹ chứ. Với lại má tính vậy nè, tao với ba bay sẽ nhường cái phòng lớn cho hai đứa bay ở, rồi cái tụi bay ngăn ra thêm một cái phòng nhỏ để dành cho em bé ha. Mà tụi bay làm nha, tao coi ở trong cái cuốn này nè nghe, trời ơi nó hay lắm nha, kêu bằng á là đúng ý thanh niên của tụi bay luôn nè. Anh chị, mấy bữa nay tao thấy má bay coi tạp chí nội thất không à? Trời má ơi, tao biết rồi. Tụi con tính gì mà tại vì chưa thưa qua với ba má. Tụi con tính đám cưới xong là hai vợ chồng con ra mướn chung cư ở, rồi dành dụm thời gian sau có tiền rồi tụi con mua nhà ở riêng luôn. Trời ơi, cái gì ở riêng? Sao mày không bàn trước với tao? Bộ hai đứa tụi bay tính tự tung tự tác hả? Dạ không có. Dạ bác ơi, dạ không phải vậy đâu bác. Mà tại tụi con tính vậy cho nó tiện. Tại cái chung cư cao cấp tụi con mướn á, nó rất là gần công ty, đi lại thuận tiện lắm bác. Dạ, Vi nói đúng rồi má. Đúng cái gì mà đúng, bực bội. Bác. Hai đứa tụi bay dở quá đi. Trời đất ơi, cái chuyện mà hai đứa tụi bay muốn sống ở một thế giới hai đứa thì cái chuyện đó là tốt rồi. Nhưng mà cái chuyện mà bây giờ phải làm sao để mà nói, gặp gỡ, năn nỉ má bay. Thấy không? Chứ bây giờ trời ơi, bà đang sôi nổi lên vấn đề mà sửa nhà để bà đi rước dâu. Nói theo cái kiểu tụi bay không khác nào là cầm một gáo nước tát vô trong mặt con má mày. Bà xuống bà năn nỉ má giùm con bà. Bà nói với má là lỗi này là của con chứ không phải của Vi, để má giận Vi tội nghiệp đó má. Để rồi ba năn nỉ cho. Dạ. Nhưng mà điều nói chứ nhà mình cũng ít người quá bay. Dạ. Nha. Tụi bay cũng phải nghĩ lại cái chuyện này. Trời ơi. Dạ. Dạ thôi dạ. Để con bà hai con. Dạ. Nhớ không? Dạ. Ba năn nỉ má giùm con nha ba. Em ơi, anh thấy ba nói cũng đúng á. Nhà anh bây giờ neo đơn, trai gái nội ngoại gì cũng có mình anh lắm. Giờ vợ chồng mình ra ở riêng, ba má già rồi ở mình sao được? Em không biết đâu, anh làm sao thì làm. Lúc đầu là chính anh kêu ra ở riêng, bây giờ anh nói vậy là sao? Với lại em không có muốn trục trặc giữa cái chuyện mà mẹ chồng với con dâu đâu.
đây nè, con Hoa bạn em đó. Lúc sao? Đầu cũng hoa một hai ở chung với ba mẹ chồng, sau đó đâu có chịu nổi tính khí của mẹ chồng khó tính đâu, bây giờ dọn ra ở riêng, ba mẹ chồng không nhìn mặt luôn. Bây giờ nói trước đi, mai mốt đỡ hụt hạch. Em cứ nghe lời bạn bè riết rồi bắt đầu đa nghi nè. Nghe lời cái gì? Mai mốt có chuyện gì anh chị trách nhiệm không? Sao thấy sao chưa đám cưới còn thấy mệt quá vậy ta? Ai gọi em? Đây nè, mới nhắc nè. Alo, chị Thoa. Dữ vậy, nè uống thuốc đi. Bệnh quá mày ơi. Cảm ơn mày nha, tao làm phiền mày quá. Cảm ơn gì, bạn bè không cảm ơn. Ủa, chồng mày đâu? Trời ơi, qua bên nhà má chồng tao rồi. Mấy bữa trước á, nhà không có ai mà má chồng tao bấm té trong nhà tắm á. Hên là ông chồng tao không về kịp lúc á, ông đưa ba đi bệnh viện. Chứ thôi xảy ra chuyện gì tao hối hận lắm mày ơi. Trời ơi, sao giờ thấy mày thê thảm quá vậy? Nè, lúc trước nói là dọn ra ở riêng để hưởng thụ thế giới của hai người. Tao thấy không giống hưởng thụ gì hết á. Trời ơi, hưởng thụ nổi gì mày ơi. Lúc đầu mới dọn ra cũng vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng mà càng ngày càng mệt mỏi. Đi làm về mệt rồi còn dọn dẹp nhà cửa đủ thứ, nấu nướng không ai phụ. Tao nói thiệt nha. Thôi ở nhà với má chồng đi mời, có gì còn có mẹ có con. Chứ dọn ra ở riêng vậy nè đó, mày thấy tao không? Thân tàn ma dại, trời không có ai lo, một mình tao làm hết, tao chịu không nổi, mệt quá. Thiệt hả? Ừ. Sao thấy lắm. Mày tao tao chán chỗ ở riêng quá vậy ta? Nhà bừa bộn quá. Ủa mệt lắm hả? Mệt lắm, nhìn đi, nhìn tao đi rồi về hẳn tính tiếp nha. Dù ở riêng, suy nghĩ lại đi. Chồng mày không phụ mày hả? Trời ơi, phụ gì, ổng về ổng còn lo làm việc tùm lum việc hết trơn rồi sao phụ. Mình phụ nữ phải lo quán xuyến việc nhà chứ, vừa làm công ty về mệt mỏi làm ở nhà ai chịu nổi. Thôi bỏ vô ở riêng đi. Thôi chị nói từ từ tính đi. Ủa mà ăn gì chưa vậy? Thân tàn ma dại, ăn gì có nấu nổi đâu mà ăn. Thôi ngồi đi đi bà, đừng nói trái với bà ăn. Con chào bác. Anh em. Má ơi, Vi tới má ơi. Vi tới rồi má. Chào con. Con chào bác. Bà Vi tới kìa. Đó bà muốn hỏi gì đó hỏi đi. Bác nghe bác trai nói rồi. Dạ. Mai mốt đám cưới xong đó thì tụi con cũng cần phải có một cái gia đình riêng để cho hai đứa biết cách để mà dung quén cái gia đình của mình. Chứ cái thằng này nè nghe, trời đất ơi, nó hư đốn lắm. Bác lo cho nó mấy chục năm rồi, giờ bác cũng quải lắm. Hai đứa tụi con cũng nên có một cái nhà riêng đi nghe, để rồi tự lo với nhau. Bác đồng ý cho ở riêng đó. Anh thấy chưa, đi mà mòn dép cũng không kiếm đâu ra, bà già chồng mà dễ như má anh. Không phải. Dạ không bác ơi. Dạ con xin lỗi bác. Dạ con xin lỗi bác. Dạ thôi, con không muốn ở riêng, con không muốn gặp mấy con chuột đâu. Con muốn dạ con cũng muốn ở chung với hai bác. Dạ chuột mèo gì ở đây? Dạ. Nè, vợ tương lai của mày nó nói gì vậy? Hả? Nói vậy là sao ba? Con không hiểu. Con Vi nó muốn học làm dâu. Mày đừng có hỏi ba. Mày muốn hỏi gì? Mày nói.